Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những YouTube mới nhất nhé. Các bạn thân mến, theo Gizmo Channel thì dự kiến ngày 21 tháng 6 tới đây, Huawei sẽ trình làng các mẫu điện thoại như là Nova 5i, Nova 5, Nova 5 Pro. Và cũng theo tài khoản Twitter có tên là Rotten950, Nova 5 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Kirin 810 là bản nâng cấp của Kirin 710. Model Nova 5i sẽ sở hữu bộ vi xử lý Kirin 710, trong khi đó thì Nova 5 Pro sẽ dùng con chip cao cấp là Kirin 980. Mặt khác, ảnh bị lộ của Huawei Nova 5 cho thấy máy này cũng sở hữu cụm 4 camera giống Nova 5i. 3 trên 4 cảm biến được thiết kế theo chiều dọc, trong khi cảm biến thứ 4 lại nằm tách biệt ở bên phải. Mặt lưng của máy được hãng hoàn thiện bằng kính và không thấy sự xuất hiện của cảm biến vân tay. Lối thiết kế này thì không khác nhiều so với Honor 20. Ngoài ra thì chưa có một dấu hiệu tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên. Do vậy thì người dùng có thể hy vọng về mẫu điện thoại này sẽ được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Khoảng một tuần nữa thì Huawei sẽ công bố 3 dòng Nova 5 và máy tính bảng MediaPad M6 tại Trung Quốc. Các bạn mến, như các bạn đã biết thì Samsung đã ra mắt khá nhiều các mẫu smartphone với màn hình cong. Tuy nhiên thì cho đến tận bây giờ, chúng vẫn luôn bị giới hạn ở hai cạnh bên. Mặc dù vậy thì một bằng sáng chế mới được nộp vào tháng 11 năm ngoái tại WIPO, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, cho thấy là nhà sản xuất Hàn Quốc dường như đang muốn tạo ra một chiếc điện thoại với màn hình cong tràn cả bốn cạnh. Thiết kế này có vẻ khá là quen thuộc bởi chiếc Honor Magic ra mắt vào năm 2016, cũng có màn hình cong cả bốn cạnh. Tuy nhiên thì thiết bị mà Samsung đang nghiên cứu lại hơi khác một chút. Sự khác biệt chính là kích thước của phần viền bezel. Không giống như Honor Magic thì viền bezel ở cạnh trên và dưới khá là dày, thì với smartphone của Samsung đi kèm với viền cực mỏng ở cả bốn cạnh, đem đến thiết kế không viền hoàn toàn cực kỳ ấn tượng. Một điểm khác biệt nữa là việc Samsung đã giấu camera selfie và các cảm biến không cần thiết xuống dưới màn hình. Vì màn hình bị cong và đặt camera phẳng sẽ dẫn đến hình ảnh bị méo, và bằng sáng chế cho biết là cảm biến sẽ được đặt ở góc của màn hình. Do không có cảm biến vân tay ở mặt lưng hay là cạnh bên, nhiều khả năng thiết bị cũng sẽ có cảm biến vân tay được tích hợp ở phía dưới màn hình. Và sơ đồ bằng sáng chế cho thấy là nó sẽ được trang bị cam kép ở mặt lưng và chỉ có một phím bấm duy nhất ở cạnh bên. Mới đây thì lịch trình marketing của nhà mạng Verizon đã bị rò rỉ. Và như chúng ta có thể nhìn thấy trong bức ảnh dưới đây thì sự kiện công nghệ lớn tiếp theo sẽ chính là màn ra mắt của Samsung Galaxy Note 10 diễn ra vào nửa cuối tháng 8. Tiếp theo đó thì iPhone 11 của Apple trình làng vào nửa cuối tháng 9. Và cuối cùng là flagship Google là Pixel 4 sẽ trình làng vào giữa tháng 10. Cách đây vài ngày thì Google đã xác nhận thiết kế của Pixel 4. Theo đó thì flagship tiếp theo của Google sẽ có cụm camera sau hình vuông khá lớn, tương tự như thiết kế được cho là của iPhone 11. Ở mặt trước thì Google chọn giải pháp màn hình tràn đáy, để lại phần cạnh trên với kích thước lớn cho loa thoại, camera trước và các cảm biến cần thiết cho tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D. Trong khi đó thì thiết kế của iPhone 11 cũng đã lộ, và mặt trước của ba mẫu iPhone 11 vẫn không thay đổi so với iPhone X. Tuy nhiên thì phía sau máy sẽ có cụm 3 camera hình vuông lớn hơn. Dự kiến thì iPhone 11 và 11 Max sẽ có 3 camera sau, trong khi đó iPhone 11R sẽ chỉ có 2 camera. Giống như hai mẫu flagship trên thì Galaxy Note 10 và Note 10 Pro cũng bị rò rỉ thiết kế. Theo đó thì dòng Note 10 sẽ có màn hình đục lỗ dành cho cam trước. Nhưng thay vì camera đặt ở góc trên bên phải màn hình như dòng Galaxy S10 thì Note 10 sẽ có đặt camera ở chính giữa và đục lỗ nhỏ hơn. Ngoài ra thì cách bố trí camera ở phía sau cũng có sự thay đổi so với thế hệ Galaxy Note 9. Thay vì là để thiết kế camera nằm ngang thì Note 10 sẽ có thiết kế camera dọc. Và theo dò rỉ thì Galaxy Note 10 sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đồng qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.